Thực chất thì báo chí với doanh nghiệp là gắn kết với nhau rất là nhiều, mà hợp tác với nhau thì có lợi cho cả hai bên và có lẽ có lợi cho cả đất nước. Thì nếu mà tình thế thay trong cái môi trường biến đổi thì quan trọng nhất bây giờ là Covid, thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Nhưng mà bên cạnh Covid thì nó có những biến đổi khác, nó dài hạn và nó ảnh hưởng cả doanh nghiệp và cả báo chí. Thế nên nói riêng nói với Covid ấy, thì rõ ràng báo chí sẽ làm được khá nhiều việc cho doanh nghiệp. Đó trước hết là gửi thông điệp của doanh nghiệp đến lãnh đạo. Quả thực bây giờ là các cái phản ứng chính sách nó phải nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và cái đó doanh nghiệp có thể thông qua hiệp hội của mình để tiếp cận nhà nước, tiếp cận chính phủ. Đấy. Thông qua phòng thương mại và công nghiệp. Nhưng mà có lẽ là rất nhiều lãnh đạo của mình có cái thói quen là phản ứng trên cơ sở báo chí. Mà tôi theo dõi rất là nhiều thì từ thời của Võ Văn Kiệt cho đến bây giờ rất nhiều lãnh đạo người ta phản ứng theo báo chí. Thì thành thử là qua được báo chí thì nó đến cấp lãnh đạo nó nhanh hơn. Quả thực mình cứ nói là nếu mà tác động đến xã hội các thứ rồi dư luận thứ thì truyền thông xã hội, mạng xã hội nó tác động nhanh. Nhưng mà tác động để có phản ứng chính sách ấy, thì báo chí ở nước mình nó sẽ rất nhanh. Thì đấy là cái mà báo chí có thể làm được cho doanh nghiệp. Mà quả thực cái phản ứng bây giờ đấy là phải phản ứng chính sách nó nhanh hơn và quyết liệt hơn. Đồng thời bên cái đó đấy, ngoài chính sách ra thì thực thi thế nào cho nó hiệu quả. Thì quả thực là các cái gói trợ giúp doanh nghiệp thì người lao động đấy, thì trước đây thì người ta cứ hay nói đùa là lên TV mà nhận, thì cái đó là chính sách anh ban hành rất kịp thời, nhưng mà thực thi chính sách nó có vấn đề. Thì đấy là trong cái môi trường như thế này thì báo chí đóng vai trò rất quan trọng cho doanh nghiệp để nhà nước có những phản ứng chính sách nó tốt. Nhưng mà dài hạn ấy thì tôi nghĩ có những thứ báo chí làm được cho doanh nghiệp mà rõ ràng là không phải là chính phủ có thể làm được. Tôi nói ví dụ hình thành cái lòng tự hào của người Việt và cái ý chí của người Việt thúc đẩy kinh tế Việt phát triển. Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, hay là như anh Lộc thúc đẩy cả một phong trào là người Việt tự hào dùng hàng Việt. Tức là không chỉ là ưu tiên mà tự hào cơ. Vì hàng Việt có chất lượng, hàng Việt phản ánh văn hóa Việt, hàng Việt tôn vinh người Việt. Tất cả những cái đó báo chí có thể làm được, nhà nước chưa chắc làm được. Rồi nhà nước còn đùng các cái hiệp định thương mại tự do nó khống chế rất là nhiều, nhưng mà cái tình yêu nước còn vào nữa để doanh nghiệp có thể là vượt qua thử thách, vượt qua khó khăn được, thì cái đó không hiệp định thương mại nào có thể cấm chúng ta cả, và cái đó báo chí có thể làm được. Thì rõ ràng là ở đấy là cái báo chí. Rồi một môi trường kinh doanh nó lành mạnh không chỉ là môi trường của pháp luật, một cách hành xử người Việt chúng ta với nhau, đừng có ganh ghét nhau, đừng có dìm hàng nhau, đừng có gian dối, thì đấy cũng là một môi trường rất lành mạnh. Mà môi trường đó cũng phải cùng, ngoài bên cạnh nhà nước phải cùng với báo chí xây dựng được. Nếu mà chúng ta ganh ghét nhau, con gà tưng nhau tiếng gáy, nó có hơi khác với tâm lý của nhiều dân tộc khác, thì rất là đáng buồn ở chỗ này. Nhưng mà nếu chúng ta không vượt qua cái đó thì làm ăn của chúng ta rất khó. Mà như vậy thì báo chí có thể làm được cái này. Chúng ta có thay đổi cái tính cách đó của người Việt được không? Mà nếu không thay đổi được thì làm ăn ở đây cũng rất là khó khăn, không phải là dễ dàng chút nào cả. Thì đấy là cái mà doanh nghiệp có thể làm được, chống lại hàng giả, hàng nhái, chống lại cái gian dối. Nếu mà không chống lại được cái đó, làm ăn cũng rất là khó khăn. Thì anh làm thật có khi tốt hơn, chưa chắc là thắng. Chứ chắc là nếu mà mình không có môi trường, mà môi trường đó thì không chỉ là pháp luật làm, môi trường đó là đạo đức, là văn hóa, là những thứ nó lớn hơn mà báo chí có thể tham gia vào được. Đồng thời nữa thì doanh nghiệp cũng rất cần cho báo chí. Bởi vì rằng là tôi nói ví dụ như là cái chuyện là mua quảng cáo bây giờ là các cái mạng xã hội nó lấy hết của báo chí. Thì như vậy thì sẽ rất là khó. Nhưng mà thử hỏi là nếu mà doanh nghiệp hiểu vai trò của báo chí thì mình có trên trên mạng xã hội có thể giúp hình thành những cái mà tôi đang nói được không? Nó chỉ có nhanh hơn thôi.
nó chỉ còn nhanh hơn đấy thôi, nó có thể xuất hiện nhanh hơn đó, nhưng mà nó có còng tình yêu lửa vào đó được không? Thì thành thử là tôi nghĩ rằng là nếu doanh nghiệp hiểu cái đó và hỗ trợ cho báo chí, hợp tác với báo chí trong cái lĩnh vực này thì cũng là tốt cho mình nữa và tốt cho báo chí, vì thách thức của báo chí cũng rất là lớn với cái thời đại này. Nó không chỉ là Covid mà nó là mạng xã hội, nó là Facebook, nó là YouTube, là các thứ lấy gần hết quảng cáo. Mà báo chí bây giờ thì rõ ràng là anh sống bằng cái gì nữa? Thì nếu mà doanh nghiệp hiểu cả đó thì cái sự trợ giúp nó cũng là cần thiết. Tôi nghĩ đây là cần thiết cả hai bên, để chúng ta có một tầm nhìn nó rộng hơn, để chúng ta hợp tác với nhau chặt chẽ hơn và thúc đẩy cho cả hai bên phát triển. Và cuối cùng lại thì đất nước này phát triển, nền kinh tế và người dân Việt Nam cũng được lợi. Thì cái đó là cái nó rất là đồng điều với nhau. Cái tốt này nó thúc đẩy cái tốt khác, và chúng ta nên hợp tác với nhau chặt chẽ hơn nữa. Xin hết.